bố nó đi cả. Thank you.
là họ chửi mình đấy ạ. Hoàng chửi mình à? Ừ. Ây da, Hoàng chửi mình không biết tiếng à? Quanh là không biết tiếng à? Thằng này. Chào hai bà. Úi giời. Chào Hảo à? Thằng kia, lại đây. Lại các bà. Ra đây. Này, chúng mày giết con lợn xẻ của tao. Chúng mày không thấy thế là thất nhân thất đức à? Lý Hảo cái thằng bố này. Buồn là khóc, cứ khóc là như đó ra để ngủ hát cho mà nghe ăn. Giống như mama của mổ ở nhà ấy. Đúng rồi.
Quyết rèn gương thiêng, quyết mài giáo sắc, một lời